song. Hồi phương quốc tế biến thách thức thành cơ hội. Phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Xin được của tôi gửi tới cho tất cả mọi người, đó là chúng ta cần phải suy nghĩ tích cực. Làm nhiều mình làm việc thật nhiều, hoàn thành thì mình làm việc nhà, việc nhà làm rồi thì mình học bài. Một vòng tay nối trọn Việt Nam. Chị em đoàn kết, bình tĩnh, nâng nỗ lực đánh bật Covid. Chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình có bao nhiêu ân tình. Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết. Hãy cùng tự tin và tạo động lực cho nhau nhé. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh.